Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số là chủ đề chính của tháng thanh niên đang diễn ra trên khắp cả nước, nhằm khẳng định rõ tinh thần tiên phong đi đầu của đoàn viên thanh niên trên tất cả các lĩnh vực. Trong hashtag 247 ngày hôm nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đồng hành với các bạn trẻ trên địa bàn của một phường thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với mô hình chợ 4.0, một hoạt động ý nghĩa thiết thực giúp các tiểu thương, người dân kinh doanh nhỏ lẻ tiếp cận với thanh toán số. Một đội hình là mình sẽ đi trao cái mã QR, cái bản mà chỗ mà đoàn phường đã in sẵn á, mình sẽ trao đến các hộ kinh doanh đã đăng ký từ trước đó. Vậy ha, mình cố gắng ha. Dạ anh Huy ơi, em đến trao cái bản à. Chỗ đoàn phường cũng thiết kế nó rộng, thì anh có thể dán ở đây thì khi lúc mà họ mà chừng ở trên xe họ có thể quét tới. Nhưng mà anh lưu ý là khi thanh toán á, người ta thanh toán qua mã QR này, anh phải kiểm tra lại điện thoại của mình nó coi mình nhận được tiền chưa nha. Mất công là có nhiều đối tượng lừa đảo thì cũng không hay. Rồi em gửi anh ba cái mã nha. Với mô hình chợ 4.0 được Ban chấp hành Đoàn phường Linh Tây triển khai trong tháng thanh niên, nhiều tiểu thương, người dân đã có thể mua bán bằng cách quét mã QR hay chuyển tiền qua các ví điện tử một cách nhanh chóng và thuận tiện. Tôi thấy là xài những cái mã rất tiện lợi, tại vì mình đi đâu, mình không có nên đem theo tiền nhiều. Cái đó là tiết kiệm thời gian nhiều, rồi mình đi mình không có sợ bị mất túi nữa. Giờ có thanh toán thì là có luôn ngày giờ ra, mình biết là ngày hôm đó mình bán được bao nhiêu, nó tiện. Để mình dễ quản lý tiền. Theo thống kê, trong tháng 3, đoàn phường Linh Tây đã triển khai mô hình này tới 65 hộ dân, đồng thời còn phối hợp với ngân hàng hỗ trợ tạo tài khoản miễn phí cho các hộ kinh doanh có nhu cầu, tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng thành phố Thủ Đức. Với chủ đề năm tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số, thì thực hiện theo nghị quyết của đảng ủy phường là đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân, hướng dẫn người dân cài ứng dụng thành phố Đức. Đây là mô hình mà chuyển đổi số cộng đồng phải thực hiện và phải đảm bảo xuyên suốt trong một năm. Còn đây là mô hình chuyến xe công nghệ của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với hệ thống máy tính kết nối internet, thiết bị kính VR, kính thực tế ảo giúp mang tới nhiều hoạt động thực tiễn thú vị. Tham gia ở đây thì em cảm giác là rất là nhiều kiến thức bổ ích cho em và giúp em thêm được nhiều kỹ năng trong đời sống và làm cho em rất là phấn khởi và muốn có được thêm nhiều buổi như thế này nữa. Lúc này tôi đang được cạnh một bạn học sinh đang trải nghiệm kính thực tế ảo VR. Vâng, xin chào em, nhờ em một tí được không nhỉ? Chào em có cảm xúc nào khi mà được trải nghiệm kính thực tế ảo VR ngày hôm nay? Dạ, em cảm thấy đó là trong cái không gian đó rất là thú vị. Nó có cái nguyên một cái thế giới bao la đại dương luôn. Và em cảm thấy nhiều cái sinh vật ở đó rất là được phóng to chân thật á, những cái hình ảnh. Chuyến xe công nghệ thì hiện tại là nó sẽ giúp được các bạn là hiện thực hóa những cái kiến thức mà các bạn đã được học ở trên trường. Những bạn không có tiếp cận được với các môi trường hiện thực của những kiến thức đó thì qua chuyến xe công nghệ chúng tôi lại mang tới cho các bạn những cái kiến thức mà các bạn được trải nghiệm là chân thật hơn. Chuyến xe công nghệ cũng đã tới thăm nhiều địa phương khác như Đồng Tháp, Bình Dương, Bến Tre, Hậu Giang, mang tới cho nhiều học sinh những trải nghiệm và đam mê khoa học công nghệ. Vừa rồi là hai trong số nhiều mô hình được tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh triển khai trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trao đổi với phóng viên Sống Kết Nối, Phó Bí thư Thành đoàn Hồ Chí Minh Ngô Minh Hải cũng cho biết các hoạt động tương tự thể hiện sức trẻ, sức sáng tạo của thanh niên thành phố sẽ còn được tiếp nối bằng nhiều hoạt động đều đặn trong suốt năm 2023 và thời gian tới. Thưa anh, có thể nói rằng là chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm của quốc gia. Và tháng 3 năm nay, năm 2023 có chủ đề là tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số. Vậy thì Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có những kế hoạch nổi bật như thế nào để có thể lan tỏa điều này tới các bạn đoàn viên ạ? Đối với lại chủ đề năm tiên phong chuyển đổi số của tuổi trẻ thì không phải là bắt đầu từ năm 2023 mà phải có sự chuẩn bị rất lâu, và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố cũng đã chuẩn bị cho mình để bắt đầu năm 2023 với nhiều cái sự kỳ vọng và niềm tin, và đặc biệt là mong muốn chuyển đổi số thật lớn trong hệ thống của tổ chức đoàn. Hiểu rằng là chuyển đổi số đó chính là sẽ nắm trong tay dữ liệu lớn, sẽ nắm vững những quy trình và áp dụng những công nghệ để giải quyết vấn đề khó và những vấn đề trong cái quy trình đó, để rút ngắn những quy trình. Và với những suy nghĩ đó thì Thành đoàn đã chuẩn bị cho mình một hệ thống, có thể gọi là một hệ sinh thái về các ứng dụng công nghệ. Thí dụ như là trong quản lý hoạt động của tổ chức đoàn thì Thành đoàn thực hiện ứng dụng Tuổi Trẻ Thành Phố Bác để có thể tiến hành hội họp, rồi tổ chức các hoạt động mà trực tuyến và sử dụng các phòng họp không giấy cũng như là các trục liên thông văn bản để có thể điều hành một cách tốt nhất.
Đối với lại hệ thống đánh giá và thi đua thì thành đoàn cũng đã chuẩn bị phần mềm đánh giá thi đua trực tuyến cho cơ sở. Dự kiến sẽ ra mắt cơ sở dữ liệu về thanh niên khởi nghiệp, tức là các startup trẻ của thành phố vào giai đoạn tháng 10 nhân kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên Thanh niên Việt Nam thành phố, hay là sẽ bắt đầu tạo dựng khởi tạo cái cổng dữ liệu mở về thanh niên thành phố. Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh với 14 lần tổ chức đã lan tỏa kiến thức và giá trị của trí thức trẻ như thế nào tới xã hội? Chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện thì cũng đã đi rất là nhiều tỉnh và cũng đã tập trung tại địa bàn thành phố qua 14 năm. Có nhiều sản phẩm từ chương trình trí thức khoa học trẻ tình nguyện cũng đã trở thành những sản phẩm tạo những dấu ấn. Một viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra cái giống vịt biển và đã nhân rộng trong quá trình thực hiện. Hay là các bạn cũng thực hiện cái việc chuyển giao nuôi ếch ở tại các cái đảo như đảo Thủ Chu, hay là các mô hình ươm mầm xanh ở Trường Sa của các bạn ở đoàn khối Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Có thể nói rằng để đạt được những thành tựu và hành động như ngày hôm nay thì phải có một thời gian chuẩn bị rất dài từ phong trào tới thực tiễn. Vậy thì anh có thể chia sẻ về vai trò của những người trẻ, của sức trẻ tiên phong trong chuyển đổi số? Không chỉ là giai đoạn của năm 2020-2023 bây giờ, mà trước đó thì thành đoàn cũng đã có những ấp ủ và có những cái sự chuẩn bị của mình cho việc ứng dụng các cái thành tựu khoa học công nghệ trong giai đoạn chống dịch đi. Nếu mà nói chuyển đổi số về chống dịch thì quả thực là rất là nhanh, khi mà các bạn tình nguyện viên, các bạn cán bộ cơ quan chức trách thành đoàn khi tham gia chống dịch thì đã ứng dụng rất nhanh các cái kênh của Facebook cũng như là kênh của Zalo, để từ đó thì có thể vận hành chuyển đổi số trong việc thi đua khen thưởng, là cũng là cái ấp ủ của thành đoàn. Khi mà có những giải thưởng khi mà hồ sơ rất là lớn, cả ngàn hồ sơ, nếu như mà các bạn phải dành thời gian để đọc thì chắc là mất thời gian rất là lớn để có thể đọc được các hồ sơ đó, ứng dụng và thực hiện cái phần mềm thi đua khen thưởng, hệ thống thi đua khen thưởng trực tuyến của thành đoàn, và từ đó thì giảm tải rất nhiều công việc. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi.